Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Kajiki, nên ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông ở một vài nơi. Tương tự, các tỉnh từ Thanh Hóa trải dài cho tới khu vực Bình Thuận thì từ hôm nay đến hết ngày 5 tháng 9 có mưa to đến rất to, rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa sẽ lớn hơn tại khu vực Tây Nguyên vào chiều tối và cũng có mưa rào và dông rải rác. Còn tại khu vực Nam Bộ thì có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vào sáng ngày hôm nay thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 109,7 độ kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Đến 10 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ vĩ Bắc và 114,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 40 đến 50 km/giờ, giật cấp 8. Cần lưu ý là tại khu vực Bắc Bộ, các vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi thì có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và các vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, biển động mạnh. Do đó, bà con cần lưu ý để cho thuyền tránh trú về nơi an toàn. Trước khi kết thúc bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.